Kính thưa đồng bào quý mến, sau bao nhiêu năm làm việc và đang chờ đợi đồng bào đồng hành cùng chúng tôi làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta, giờ đây thì chúng tôi đã sẵn sàng và đang mong chờ toàn thể đồng bào đồng hành cùng chúng tôi làm việc cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Thì kính thưa đồng bào, tất cả những phép lạ vĩ đại như thế này đã tội diễn ra trong vòng gần 5 năm nay đã chứng tỏ việc làm của chúng ta là việc làm của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho và chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta làm những việc vĩ đại vào thời mạt kiếp này. Kính thưa đồng bào thương mến, đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Đó là lý do tại sao những phép lạ này đã được cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để hướng dẫn và cảnh báo nhân loại. Bởi vì kính thưa đồng bào thương mến, nhân loại đang đứng trước sự diệt vong bởi vì tội ác của nhân loại chúng ta gây ra quá nhiều, và chúng ta thì con người khả năng của chúng ta thật sự là rất là hạn hẹp và quá nhỏ bé đối với càn khôn vĩ đại của cha trời Thượng Đế toàn năng. Và kính thưa đồng bào thương mến, những phép lạ như thế này được cha trời Thượng Đế toàn năng cho tỏ hiện ra trên mây đủ chứng tỏ cho chúng ta được biết là việc làm của chúng ta vô cùng quan trọng. Vì thế tôi kêu gọi toàn thể đồng bào hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp, đồng thời lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có thời gian, bởi vì chúng ta đã quá trễ nải. Vâng, đây là những phép lạ đã hiện ra trên mây do cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra. Và tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện, và những phép lạ này đã được tỏ hiện ra trên mây bởi hồng ân và quyền năng của cha trời Giêsu. Vì thế đồng bào hãy vững tin và hãy mau mắn đồng hành cùng chúng tôi, Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại làm việc gấp. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Một lần nữa tôi y sư Thánh Giống trang trọng mời gọi toàn thể đồng bào hãy mau mau nhập cuộc đồng hành cùng chúng tôi, phụ giúp chúng tôi làm việc gấp. Đồng bào hãy mau mắn làm phần vụ của mình, bởi vì đồng bào đã quá trễ nải và sự trễ nải này không thể tiếp tục xảy ra bởi vì thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Vì những thay đổi của càn khôn đang chuyển mình thật là mạnh mẽ. Bằng chứng là chúng ta thấy ở trên đây, chúng ta thấy quỷ Satan đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu. Chúng đang ở đứng sau lưng chúng tôi khi tôi cầu nguyện, thì có nghĩa rằng là chúng đang ở xung quanh nhân loại và ở khắp mọi nơi. Hãy để ý và học hỏi về những phép lạ này, và cũng như quỷ Satan đã được cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để chúng ta dễ bề so sánh giữa quỷ Satan như thế nào và giữa con người ra sao, và giữa thế giới nhân loại, thế giới thiên loại và thế giới súc sinh cũng như thế giới của quỷ Satan như thế nào. Và đồng bào hãy nhớ làm bổn phận của mình, hãy vào trang website của chúng ta học hỏi, cùng lúc nhập cuộc gấp đồng hành cùng chúng tôi làm việc. Đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có thời gian, bởi vì chúng ta đã quá trễ nải. Một lần nữa tôi y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt, và trong lúc chờ đợi đồng bào, tôi hy vọng đồng bào hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp, đồng thời đồng hành cùng chúng tôi làm việc gấp. Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại thành khẩn kêu gọi, cảnh báo và kính mời toàn thể đồng bào
mau mắn đồng hành cùng chúng tôi làm việc gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào. Địa chỉ liên lạc trên trang website của chúng ta. Đồng bào nhớ làm bổn phận của mình. Điện thoại riêng của tôi là 714-457-0153. Đồng bào nhớ liên lạc với tôi gấp trên trang website của chúng ta. Phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để làm việc. Phụ giúp đồng bào cứu Việt Nam chúng ta. Và đồng thời phụ giúp đồng bào cùng nhau làm việc góp phần cứu nguyên nhân loại gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta.